Chào quý vị và các bạn, xin được trở lại với âm nhạc đẩy lùi Covid bằng một bài hát rất hay, bằng một bài hát rất là tình cảm về cha, về mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Tang, đó là nhạc phẩm Ảo Vọng. Và xin được tâm sự với quý vị một chút xíu, đó là trong mùa đại dịch này thì bản thân Hà là một trong những người con mà không được ở gần cha mẹ của mình. Và Hà thường xuyên điện thoại hay là nhắn tin về để hỏi là bố mẹ ăn cơm chưa, bố mẹ có khỏe không, và điều quan trọng nhất là dặn dò bố mẹ không ra khỏi nhà vào thời điểm này. Hà cũng giống như tất cả các người con mong muốn cho bố mẹ của mình luôn luôn được khỏe mạnh và bình an, đặc biệt trong mùa đại dịch này, và mong quý vị và các bạn hãy cùng như Hà nhanh tay nhấc máy, nhắn tin, điện thoại để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố, của mẹ ở nhà để an lòng. Chúng ta cùng nhau chống dịch. Và bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe Ảo Vọng của nhạc sĩ Quốc Tang. Giờ đây
lỗi mẹ. Suốt bao năm qua con đã qua dại khờ, áo vọng lời dành đã đánh mất con rồi. Con đã lầm đường lạc lối. Xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ. Đã hy sinh cho con mà con đâu nào biết. Đến bây giờ đây thì nỗi đau dần đầy, chỉ có mẹ hiền bên con. Đến bây giờ đây thì nỗi đau dần đầy, chỉ có mẹ hiền bên con. Sao bố lại ngủ giờ này? 6 giờ chiều. Ở Hà Nội thời tiết như nào hả mẹ? Mưa không mẹ? Thế à? Thời tiết ok rồi đúng không? Ok rồi, mai là 27 độ mà mai hôm nay không mưa. À, thế là ok rồi. Ở Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa, hôm qua và hôm nay mưa to tầm tã. Bố mẹ có ra khỏi nhà không đấy? Có ra khỏi nhà không đấy, bố mẹ? Tất nhiên là không có gì xảy ra rồi, nhưng mà cố gắng đừng ra khỏi nhà. Nếu mà đồ ăn mà thiếu thì con bảo chị Hương mua mang đến cho. Mua trái cây nhiều, một lần đi đi chợ một lần đi ăn cả tuần mẹ nhé. Mặc cái áo mưa vào cũng được, mặc cái áo mưa xong đeo khẩu trang với đeo găng tay vào được. Nhưng mà phải đi đeo găng tay vào nữa nhé, chứ không thì không đeo găng tay vào là dễ động vào những cái dịch bệnh rồi động vào mắt mũi mồm đấy. Đeo khẩu trang à, đeo mua mua thì con biết rồi, nhưng mà mua cái găng tay y tế hoặc là cái găng tay mà mẹ hay nhuộm tóc ấy, mẹ đi chợ mẹ đeo vào, mẹ hiểu không? Xong về mẹ nhấn vứt luôn đi là không sao, tại vì khi mà đeo găng tay vào là không có bị là mình không có chùi mắt chùi mũi chùi mồm được. Còn nếu mà mình không đeo găng tay vào mình quen, mình hay cứ dụi mắt dụi mũi đấy nhá, nên cứ ra khỏi nhà thì cứ cũng được, cũng không sao cả, nhưng mà cố gắng không ra khỏi nhà là tốt. Và cái thứ hai nữa là đeo khẩu trang với cả đeo găng tay vào. Còn đồ ăn nếu mà hỏa hoạn lắm thì hãy ra mua, còn nếu không thì con bảo chị Hương mua đến xong mang đến cho. Vâng, con thấy là cũng thấy là giá thang thôi đúng không? Cứ mua đi chợ một ngày đi chợ một lần đi ăn cả tuần được không sao? Mẹ nhá. Thôi nha, mẹ chào mẹ nhá. Hãy dư hà điện thoại nhắn tin về cho bố mẹ của mình thì thăm dò tình hình cũng như hỏi thăm sức khỏe. Chúc tất cả các bạn luôn luôn hạnh phúc.